Hello, xin chào tất cả các bác đã trở lại với kênh của Hiệu Audio. Sau rất là nhiều ngày tháng bận rộn với những cái bộ dàn karaoke lên đường các bác nhé, thì hôm nay thì mới có thời gian để làm cho các bác một video hoàn chỉnh về cách đấu nối. Đó, video thứ hai bọn em sẽ làm cái căn chỉnh từng các thiết bị đó trên bộ dàn karaoke âm thanh nhà mình. Thì video đầu tiên em xin phép là làm video đấu nối hướng dẫn cho các bác này. Bình thường như các bác ở nhà có mic này, vang, nâng tiếng và con đẩy, đó, trầm, loa, đó, giả sử thế, hoặc là có con lọc, đó, thì các bác có thể là đấu nối theo cái hướng dẫn của bên Hiệu Audio như sau. Như phía trước các bác, những cái bộ dàn karaoke đợt này bọn em xuất đi thì đa số là sẽ có vang, nâng, đẩy và mic, thì em sẽ hướng dẫn các bác chi tiết đấu nối các thiết bị này nhá. Rồi, đầu tiên các bác sẽ xếp thứ tự như thế này này. Đầu tiên là con đẩy ở dưới cùng nha các bác nhá, con đẩy để dưới cùng, đến con nâng tiếng, đó, đến con vang, đấy, ở đây của em là vang V700, vang số Liker, tương tự như những chiếc vang cơ, vang số của bác thì cũng xếp theo thứ tự như vậy, và trên cùng nó là bộ mic không dây, đó, đây là phía trước các bác sẽ xếp lần lượt cho em như thế này, tiếp theo đi đến phần phía sau, đây, đấy, anh muốn quay lại phía sau cho em. Đó là phía trước nha. Đấy, và các bác có thể em hướng dẫn qua về cả cái cắm loa cho các bác luôn. Đây, lúc nãy là các bác sẽ xếp lần lượt ở phía trước như lúc nãy của bọn em nhé. Tiếp theo đi đến phía sau này, thì các bác ở đây các dây phụ kiện các bác chuẩn bị cho em này, là khi mua bên Hiệu Audio sẽ được tặng toàn bộ dây cáp để các bác kết nối tín hiệu. Đó, vẫn đưa lên một dây quang này kia. Đầu tiên là những một đôi dây Canon. Đấy, hai đôi dây Canon này, một dây 6 ly này, dây nguồn mic này, dây trầm này, nếu mà các bác có trầm thì có dây trầm, mà không có các bác không mua trầm thì không có dây trầm nhá. Dây cắm loa này. Đó. Bên trong hộp của những cái bộ mic đấy như thế này thì nó sẽ có cả râu và tay mic. Đó. Đầu tiên thì khi mà ở tivi nhà các bác nhá, tivi nhà các bác mà có sẽ có nhà bác là dùng cổng cổng quang thì sẽ dùng, bọn em sẽ tặng dây quang như thế này để cắm từ tivi xuống, tức là lấy âm thanh từ tivi xuống, thì có bác sẽ dùng cổng quang như thế này thì em sẽ tặng dây quang. Còn có nhà các bác thì sẽ dùng cái cổng 3.5 giống của tai nghe như thế này. Đấy, giống của tai nghe nhá, thì nó sẽ đề là audio out các bác nhá, audio out. Đó, đây để em tắt cái này đi đã, bởi vì này rất là nhiều khách gọi điện và nhắn tin, thì em sẽ làm video hoàn chỉnh cho các bác đã. Một cái dây 3.5 hoặc là một cái dây quang như kia từ tivi xuống, tùy từng tivi từng đời nhà các bác. Đó, nó sẽ ghi ở đằng sau của các bác, nó đề là audio out, tức là audio là âm thanh, out là tức là âm thanh ra, chứ audio in là không phải các bác nhá. Audio in là từ đầu đĩa vào cái tivi đó, còn audio out là tức là nó từ tivi nó xuất ra dàn âm thanh đó. Đầu tiên, ví dụ như nhà các bác là dùng cổng 3.5 chẳng hạn, thì các bác một đầu này là cắm lên tivi nhà các bác này. Đó, đầu còn lại thì cắm vào cổng một trong hai cổng này, BGM hoặc AUX của con vang V700 nha các bác nhá, của con vang. Đó. Hoặc là cắm vào cổng này. Thì cắm cổng nào thì các bác điều chỉnh cái nút input ở phía trước của con vang. Tức là input của con vang này này. Đấy, nút input này, bấm nút này, bấm nhát một như này, nó hiện trên màn hình như này. Đấy, cổng đang cắm cổng BGM thì các bác bấm input chuyển sang cổng BGM, cắm cổng AUX thì chuyển sang cổng AUX. Đấy, bấm nhát một, đừng giữ nhá, đừng giữ lâu. Đấy, đấy là khi mà cắm cổng BGM này và cổng cái jack tai nghe như này. Còn nếu mà nhà bác nào mà dùng cổng quang, cổng optical thì các bác có dây quang này, các bác rút cái cao su này ra. Em còn rút cao su ra. Đó, và cắm vào cái cổng, nó đề là OPT, viết tắt của optical. Các bác xoay xoay lựa lựa. Nó có đấy, nó có cái chiều của nó, cắm vào cổng OPT optical là được. Đầu còn lại như thế này thì các bác cũng rút cái cao su này ra, cắm lên tivi nhá các bác. Cắm lên tivi để lấy âm thanh xuống nhá. Đó, thì tạm thời bỏ cái này ra trước. Đây, còn nhà bác nào là dùng cổng tai nghe, cổng AV thì cắm vào đây, cắm cổng BGM, nhớ điều chỉnh ở phía trước là bấm vào nút input ở phía trước con vang V700 vào cổng
BGM nhá, nó hiện chữ BGM nên là được. Đấy, BGM. Ok chưa? Tiếp theo đến với lấy hai cái rắc. Đầu tiên là các bác lấy một đôi rắc Canon được cá như này. Một đầu cắm vào cổng ML và MR. MR và MN đây. Anh muốn cắm vào chưa? Đấy. ML MR. Hai đầu còn lại thì các bác nhớ là hướng cái đầu tam giác này lên trên này. Hướng cái đầu tam giác lên trên và cắm vào hai cổng input ở dưới con nâng tiếng. Nâng tiếng nào đi nữa thì cứ là input là được. Đây các bác nhìn này, một input này. Đấy, rút cái này ra nhá. Hai input này, đấy cắm vào hai input, một input nhá, hai input. Rồi, cắm vào hai input. Tiếp theo lấy một đôi dây tiếp theo. Một đôi dây tiếp theo thì các bác cắm vào hai cổng output. Đây là cổng màu xanh này nhá, một là output này. Một output, hai output. Đấy, tiếng Anh thì là out là ra mà in là vào. Đấy, cắm vào hai cổng output. Cái dây đó, đầu còn lại của cái cổng output đó. Đấy, đầu còn lại của hai cổng output màu xanh kia thì mình cắm xuống con đẩy. Con đẩy cuối cùng, con đẩy thì mình cũng hướng cái tam giác này lên trên các bác nhé. Hướng tam giác này lên trên. Đấy, có cái tam giác này. Cắm vào đây. Đó. Cắm vào hai cổng mà input. Đó, còn cái link thì nó link xuống một con đẩy khác. Được chưa? Tiếp theo nên đến đấy các bác nhìn đã hình dung ra chưa? Đấy, em sẽ hướng dẫn lần lượt như vậy. Đấy, nó sẽ như thế này. Đó. Tiếp theo đó là từ bộ mic xuống. Bộ mic không dây xuống thì các bác thứ nhất là cắm cho em một cái dây nguồn vào này. Đó, thứ nhất là cắm cái dây nguồn. Bỏ cái này ra nó đỡ nhầm dây. Bỏ cái dây 6 ly ra, cầm từng cái một. Đấy, cầm cho em cái củ nguồn này, cắm vào cái lỗ này để cắm xuống nguồn nhá. Đường này các bác cắm vào ổ điện, nhờ các bác cắm 220 nhá, tất cả đều 220 hết. Đấy, cái này dây nguồn này. Dây nguồn cho nên tiếp theo đấy một cái dây 6 ly như thế này, hai đầu 6 ly như này. Một đầu các bác cắm vào đây của cái bộ mic không dây. Một đầu cắm vào đó, và một đầu còn lại thì các bác cắm xuống hai cái lỗ mic. Các bác lỗ cắm mic nào cũng được, cứ con vang nào nó có cái lỗ cắm mic như kia thì các bác cắm vào. Đấy. Lỗ nào cũng được các bác nhá. Đấy là hoàn thiện khi mà cắm dây. Tiếp theo đó là đến với hai cái anten. Hai anten này của nó thì các bác cắm vào cái đầu thu này nhá. Anh muốn cắm. Đó. Anten, nhớ các bác nhớ cắm anten vào. Nếu mà không có anten thì khi mà mình hát ấy, thì nó sẽ bị chập chờn sóng, nó có đi xa một tí là nó không bắt được sóng đâu các bác nhá. Các bác nhớ cắm anten và nhớ này. Ở trên này nhá. Các bác khi mà đây nó có cái nẫy này. Các bác vào đúng nẫy của nó. Các bác xoay tách một cái, nó kêu tách một cái là được nhá, chứ không phải cắm vào là xong đâu, cắm nó kêu tách một cái là được. Đó. Tiếp theo đó là đến với các bác có một đôi khóa loa. Mua bên em thì sẽ được tặng những đôi khóa loa và dây như thế này, chứ không cần phải đấu cực đỏ đen này các bác nhá. Đó. Thì một đầu các bác nhớ cắm vào đây. Một đầu là cắm vào, nó sẽ có hai đầu như này, một đầu ở trên và một đầu ở dưới. Đó, dây loa. Cái này là đường ra loa các bác nhá, từ cắm từ con đẩy ra, con đẩy DX2008 ra. Con đẩy bây giờ mình có cái khóa cái đầu to to này. Mình lựa ấn vào đây. Đó, xoay. Kêu tách một cái là được, tương tự ở dưới. Đầu to này vào chỗ này. Xoay kêu tách một cái là được, được chưa? Tiếp theo đó là đến đầu còn lại thì các bác cắm ở đằng sau đít loa. Đằng sau đít loa nó sẽ có hai, bình thường là sẽ có hai đường như này các bác nhé. Đây. Nó sẽ có hai đường, một đường là input và một đường là link. Link là nó giống như có ở đằng sau con đẩy kìa. Đấy, nó sẽ có một đường link ra, nhưng mà từ con đẩy kia là mình cắm vào hai cổng đường input cho em. Cắm vào hai input thì các bác cũng hướng cái đầu to lên trên. Ấn vào đây, kêu tách cái được. Đấy, cắm vào input. Tương tự với bên loa bên kia thì các bác cũng cắm vào input. Đây. Cũng cắm vào đường input là cho em này. Đó, vậy là xong khóa loa. Tiếp theo nó sẽ đến một cái dây gọi là dây trầm. Dây trầm thường thường bọn em sẽ tặng kèm dây trầm của nó là 3 mét như thế này. Đấy, dây trầm 3 mét nhá. Thì một đầu các bác cắm vào con nâng tiếng. Cắm vào nâng tiếng là cắm vào con nâng tiếng PX15 nhá. Nó có một cổng màu xanh màu đen này này. Thì các bác cắm vào hai cổng. Đây,
em lấy nét cho các bác nhìn nó dễ. Đây, cắm vào cổng N, cổng R này. NR này súp bát này. Các bác, một là có thể là cắm vào đường Canon, hai là cắm cổng AV như thế này, đều được, chất lượng ra như nhau. Đó, đây là đường súp bát, đây là súp bát đây, output đây, cắm vào cổng NR nhá. Anh muốn cắm vào hai cổng NR chưa? Được chưa? Đấy, một đường vào, một đầu là cắm vào cổng NR của con nâng tiếng PX15. Nhớ nhá, đừng cắm sang bên này nhá. Bên này là nó sẽ ra nó rất là bé và tiếng nó sẽ khác. Đừng cắm bên này. Cắm bên NR bên ngoài cùng bên tay trái nha, cạnh nút xanh xanh nha. Rồi, một đầu còn lại là mình cắm xuống con trầm. Con trầm thì nó sẽ có, thường thường nó sẽ có một màu đỏ, một màu trắng. Thì các bác cắm vào màu đỏ, màu trắng. Đỏ trắng đấy. Đấy. Các nút phía sau trầm thì các bác cứ để mức tầm khoảng 11 giờ cho em. Còn bao nhiêu là vặn to nhỏ phía trước. Đó, còn gì không nhỉ? Ok chưa? Các bác chiêm ngưỡng này một lần nữa này. Dây nó sẽ như này. Dây nó sẽ như này để lần cho các bác nhìn cho nó dễ. Đấy. Khi kết nối lên nó sẽ như này các bác nhá. Thì các bác nhớ là phía trước đầu tiên là phải xếp thứ tự như thế này nhá. Mic đầu trên cùng, xuống vang, xuống nâng tiếng và xuống đẩy. Theo thứ tự là như vậy. Còn phía sau nó sẽ như thế này. Đấy. Ok chưa? Thì các bác, tất cả các thiết bị thì các bác đều cắm dây nguồn vào cho em là được. Mỗi cái nó có đều có dây nguồn cắm ở đây. Đấy, dây nguồn thì không phải nói rồi đúng không ạ? Dây nguồn của cái này cắm ở đây. Đó. Nguồn của mic cắm vào. Đó, và một cái nguồn, nhớ nguồn của trầm này. Nguồn của trầm nó có cả công tắc các bác nhé. Công tắc bật lên như thế này thì nó mới sáng lên nhé. On, on đây này. Đấy. On lên đấy. Thì cắm nguồn tất cả các thiết bị vào là dùng thôi. Đó, thì đó là cách hướng dẫn đấu nối các thiết bị mic, vang, nâng tiếng và đẩy. Đó. Em sẽ hướng dẫn cho các bác, đây là video hướng dẫn đấu nối nhá. Cùng các thiết bị là vang, mic này, vang này, nâng tiếng và đẩy thì nó sẽ như thế. Còn nếu nhà các bác nào mà có một con lọc xì chẳng hạn thì các bác để con lọc xì trên cùng. Để con lọc xì dưới con mic này thì nó sẽ nhạc. Nhạc đầu tiên là vào lọc xì xuống vang, vang xuống nâng, nâng vào xuống mic, nâng xuống đẩy nhá các bác nhá. Lọc xì đến vang, tức là đường nhạc đầu tiên là vào lọc trước, xong bắt đầu xuống vang, xuống nâng tiếng và xuống đẩy. Đấy, còn mic trên cùng thì để cắm vào con vang. Đây, các bác thông cảm, đây khách gọi rất là nhiều nên bọn em phải để im lặng đây. Hướng dẫn cho bác xong đã. Đó, là cách hướng dẫn đấu nối các bác nhìn là toàn thể, tổng thể phía trước. Còn khi mà các bác có một con quản lý nguồn các bác nhá, em lưu ý khi mà các bác có một quản lý nguồn như thế này. Đấy, thì phía sau nó, thì nó cái này nó giống một cái ổ cắm thôi các bác nhá. Nó giống một cái ổ cắm thôi. Thì tất cả những cái rắc nguồn các bác cắm vào đây, cắm vào các thiết bị này, thì các bác cắm phía sau này, cái rắc nguồn này cho em này. Cắm vào đây, nó giống một cái ổ cắm thôi. Cái quản lý nguồn này nó bảo vệ nguồn điện cho các bác. Và nó cũng là giữ chức năng là làm cái ổ cắm luôn các bác nhá. Làm ổ cắm luôn, thì các bác cắm tất cả những cái dây nguồn này của các thiết bị bên này, vang, nâng, mic, đẩy thì cắm vào đây. Đó, cắm vào đây đúng không ạ? Cắm vào đây. Tất cả cắm hàng dọc như này, hàng ngang như này. Và các bác lưu ý phía trước, đằng trước cho em này. Con quản lý nguồn này, đây, khi mà có quản lý nguồn thì các bác tắt đi. Lúc nào mà bật thì các bác bật lên như này. Bật lên như này thì nó sẽ chỉ có hai tác dụng của hai cái nút cắm đằng trước nhé. Còn nếu muốn có tác dụng của toàn tổng thể thì các bác nhớ ấn phím này cho em. Ấn phím SVKF này, một mình nó một chỗ đây. Ấn như này thì nó mới lên tất cả các thiết bị được. Đấy, nó lên lần lượt này. Đó, nó sẽ lên tất cả các thiết bị cho các bác. Đấy, nhớ ấn phím này nhá. Nhiều bác bảo là cắm xong rồi là bật cái này lên mà nó chưa có điện. Nó chưa có điện thiết bị là bởi vì các bác chưa bấm phím này. Ấn phím này thì nó mới lên hết nha các bác nhá. Lưu ý giúp em cái này. Đấy, các thiết bị ở kia thì mình để hết bên dưới. Quản lý nguồn thường thường người ta sẽ để ở trên con đẩy. Để trên con đẩy các bác nhá. Quản lý nguồn để trên con đẩy thì nó sẽ đẹp hơn. Các thiết bị cắm hết vào con quản lý nguồn kia. Đó. Còn những nguồn có một cái phích cắm to to thì các bác cắm vào ổ điện 220 nhờ các bác. Còn những thiết bị vang nâng đẩy mic này thì các bác cắm vào quản lý nguồn. Ok chưa? Rất là dễ thôi. Đấy, đó là cách hướng dẫn đấu nối để các bác về nhà tự cắm được ở nhà. Đó, sẽ tất cả các bộ dàn karaoke âm thanh thì bọn em chuyển đi thì rất là nhiều. Nhưng mà sẽ có những cái ảnh và bây giờ em làm cái video chi tiết hơn để hướng dẫn cho các bác. Đây là cách đấu nối nhá. Đó, thì lúc nữa em sẽ làm một cái video về cái chỉnh để các bác xem. Ok, chào các bác. Các bác thấy hữu ích thì hãy like video và đăng ký kênh giúp em nhé. Đấy, để em ra những cái video, hàng ngày em sẽ ra những cái video hướng dẫn đầu nối nó hữu ích hơn cho các bác dùng âm thanh karaoke tại nhà. Rồi,
Các bác có nhu cầu liên hệ số điện thoại 0374684491 nhé. Rồi, chào các bác ở video lần sau.